Klopp bức xúc khi Liverpool phải chia điểm với Manchester United. Với việc Liverpool chỉ có được một điểm sau trận hòa trên sân của Manchester United, huấn luyện viên Jurgen Klopp không hài lòng với kết quả của màn so tài trên sân Old Trafford. Ở trận đấu có ý nghĩa quyết định của mùa giải năm nay, Liverpool đã không thể giành chiến thắng dù được đánh giá cao hơn Manchester United. Cả mùa này, Liverpool chỉ hòa 2 và thua 1 trước Manchester United sau 3 lần chạm trán. Một điểm rời Old Trafford khiến Liverpool chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal sau vòng 32. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool rất bức xúc: "Tôi không thể hài lòng nổi với kết quả trận Manchester United vs Liverpool. Lẽ ra, Liverpool phải thắng Manchester United đúng không nào? Nói vậy không có nghĩa là Liverpool sẽ thắng khi đá ở trên sân của Manchester United, nhưng chúng tôi đáng lý phải có 3 điểm. Mùa này, Liverpool gặp Manchester United 3 lần, 2 lần ở sân khách. Sau 3 trận, Liverpool có 2 trận hòa và bị loại khỏi FA Cup. Nhưng nhìn lại cả 3 trận đấu đó, tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể lấn lướt Manchester United như vậy. Ngày hôm nay, Liverpool mở tỷ số và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Thực tế, chúng tôi xứng đáng với thêm bàn thắng. Họ đâu có sút nổi quả nào ở hiệp 1. Nhưng chúng tôi cũng mắc sai lầm và bị trừng phạt ngay lập tức. Tôi biết mọi người sẽ nhìn trận đấu này theo hướng nào, là Liverpool đánh rơi 2 điểm. Nhưng ít nhất là so với lần gần nhất tới Old Trafford thi đấu, Liverpool đã có kết quả thuận lợi hơn rồi. Theo như tôi thấy, Manchester United luôn coi trọng trận đấu với Liverpool, bằng chứng là cứ gặp Liverpool là họ đá nhiệt hơn. Tôi biết, mọi người đang lo lắng cho khả năng đua vô địch của chúng tôi. Nhưng Liverpool vẫn rất bình tĩnh, bởi vị trí hiện tại được xây nên từ những bàn thắng chúng tôi có được trước đây. Liverpool sẽ phải tiếp tục vươn lên. Liverpool tiếc vì không thể đả bại Manchester United. Về phần mình, huấn luyện viên Erik ten Hag của Manchester United nhận định như sau: "Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình vì những sai lầm không đáng có. Tính ra, tuần này như vậy là đã mất 7 điểm rồi đấy. Nhưng mặt khác tôi tự hào là các cầu thủ đã có sự tiến bộ. Ở một số khu vực quan trọng chúng tôi đã không thắng trong các pha tranh chấp tay đôi hay thu hồi bóng, nhất là những khu vực chúng tôi có cầu thủ trẻ thi đấu. Tôi muốn các cầu thủ phải có niềm tin để thắng các pha tranh chấp như vậy chứ không chỉ đơn giản là vấn đề thể hình. Tôi đã nói điều đó ở giờ nghỉ và các cầu thủ đã phản ứng tích cực khi hiệp 2 bắt đầu. Trong khi đó tiền vệ Kobbie Mainoo, người ghi bàn rất đẹp mắt đưa Manchester United dẫn 2-1 cho biết anh và các đồng đội thất vọng khi chỉ được kết quả hòa sau khi đã vượt lên, thực sự là chúng tôi khá thất vọng. Cả đội rõ ràng đã đá tốt hơn trong hiệp 2 nhưng không tránh được những sai lầm nhỏ. Ghi bàn tại Old Trafford trong trận đấu này là một cảm xúc tuyệt vời nhưng tiếc rằng tôi và các đồng đội đã không có 3 điểm. Vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng khác ở phía trước, chúng tôi phải cố gắng tối đa cho từng trận đấu đó trước khi nghĩ đến những điều khác." Tuyển thủ Anh trẻ tuổi nhấn mạnh.